Hiền ơi, Hiền, Hiền điện cho chị Sa kìa. Chị Sa nhìn nhé. À, tắt nhạc dùm 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 bên sẽ thương rồi. Ví dụ như chị làm hết chừng ni cục của em là hết, chị đau bằng một cục con bé này nữa thôi, bé lúc nãy thôi. Dạ, hắn làm như rất là ít đau, bé kia hắn rất là đau. Với lại hổ có làm lông mày của chị. Đúng rồi, cho hư vợ. Nó sót cho em một lần nữa. Ừ. Sao vậy?